cái đám ba con mèo ở trong chuồng bầy người nó quýnh lộn là do cái chuồng nó quá trời dơ, nó tắm rửa không có được, ở đâu cũng bụi hết trơn rồi con này quýnh con kia. Bữa nay để thử cái máy ghẻ nhất tấp tấp lau coi sao. Con này dính đốm đốm này nè, ấy là lâu rồi đó. Hồi đó không biết lót chuồng bằng xi măng non dở cực kỳ dở, lấy cái thảm lau nhà đẩy không có đi tại nó hút nước vô trong hết trơn à. Bây giờ xài cái máy hút bụi giá rẻ này coi sao, nó phun nước liên tục á. Hút bụi cỡ nào nghe, sát luôn sát luôn. Rồi hút ra. Nói chung cái này nó bị ố vàng rồi, nó vừa hút bụi vừa lau nhà. Để dành thử nhà của bầy ngựa cũng được. Sợ không ngáo? Ngáo có sợ không? Nè ói nè, cái vết ói nè hả? Vô đây dọn là mệt xỉu luôn. Bị bậm không nè, trời ơi vú không cho kìa. Đây phòng kìa. Đó, đầu hút nè, bụi nè. Để coi coi nước dơ nó biến thành cái gì. Cái máy này á bà con, nó phun nước hơi nhiều. Nhiều khi nó phun quá lố, cái giọt nước nó vẫn còn ở ngoài. Mình lau không hết, mình đi mình đạp trúng nước. Và tôi có để review trên TikTok á, rồi cái bị nó kiểu như nó không có chấp nhận cái lời review của tôi. Vì mình nói quá trời thẳng thắn đi, mình không có khen nó. Tôi nói cái này nó hút không có mạnh, sức người sẽ mạnh hơn cái máy. Lại mình đi nó phun nước nhiều quá nó sẽ nhiễu ra sau này nè. Đó, mình review vậy đó, mình không có lui hết là nó sẽ bị ướt. À, hút sát vô. Đấy. Mà nước vẫn còn, bà con thấy không? Nè, cái giọt nước vẫn còn nhiễu. À, người ta review chân thật như vậy mà nó không chịu đó. Tức là nó muốn review là phải khen. Mình cái gì khen khen, còn cái gì không thấy thì mình phải nói cho người ta thiết kế lại cho nước không có nhiễu ra ngoài. Thì khi lau xong cái đạp cái dính dũng. Là cái máy rẻ nhất tấp tấp đó. Thì nữa sẽ tới cái dòng cao hơn cái này. Đó, phù hợp cho lau cho bầy ngựa. Này coi hồi nãy giờ nó lau mình nước dơ. Như đây. Đó. Nói không giặt vậy thôi. Thì mình rút cái vẻ ra là ở bên trong nó dính lông mèo, hồi bà con coi nó khủng khiếp tới cỡ nào. Như là mình lau bằng cái khăn bình thường thì nó sẽ còn để lại bụi, mình phải đi ra đi vô nhúng nhiều lần. Còn cái này nó lấy bụi ra cho mình luôn. Cũng được việc, chuồng tự chế, tự cho thợ làm theo ý đó. Ở khi bà bấm tắt rồi nó sạch giặt, giặt vẻ một cái nó mới tắt. Hồi nãy giờ lau cũng ấy mà nước dơ quá, trời ơi, nó đen. Gặp tên này nó giữ nè, nơi để thao cát. Cơm bà già cho ăn là nó một đống gì nè, lông mèo nè. Giờ quá nó cũng xì chét, nó quýnh lộn nhau. Long nhớ rảnh thì dọn. À, cát một đống. Nhiều khi giờ quá nó chạy đâu cũng giờ nó tắm không được, nó cũng khó chịu. Mà con này quýnh con kia là vậy đấy. À, để nó thấm nó cũng nguy hiểm. Trời. Hút cái này mình để cho máy chậm chậm thôi. Cái khuyết điểm và cái ưu điểm chứ không phải cứ khen để cho người khác mua. Vậy rồi người ta mua rồi người ta không biết khuyết điểm người ta bị lầm sao. Tôi đang mê một cái máy cao cấp hơn cái dòng này. Thì coi nó chênh lệch sao. Đó thấy chưa. Ở phía đó cái nước nó cứ chảy xuống hoài lạ lắm. Không biết do máy lỗi hay là do cái dòng nào nó cũng vậy. Cái nước ở dưới nó xịt ra. Này phải có sức người, sức máy làm không nổi. Bụi bự cũng đâu hút được. Thấy không mày. Ờ, nó cứ ngắt rồi. Mấy cái là búi lông rồi, cứ ngắt cũng cầm. Đây là thành quả của nó nha. À, đây là cái nước thì thật khỏi nói rồi ha. Nước là đây. Nước là siêu bổ luôn. Một màu nâu và toàn là lông mèo. Màu nâu nha, chứ không màu đen nha. Rồi, còn ở bên trong này thì đó, một đống lông nó bám ở đây nè. Và phải xịt cho nó ra ngoài. Cho nó đứng lên. Còn ở bên trong này mình phải lấy ống nước mình xịt vô nha. Tức là mình phải rửa cái này. Nhưng mà làm những cái mà nhiều lông lá quá, bụi bặm quá, nó sẽ dính ở trên cái này nè. Đó, review vậy là quá chân thật chưa. Có sao nó vậy mới gọi là review. Còn mà toàn là khen không là quảng cáo rồi. Nó phải xịt hết như vậy. Đây phải xịt xuống nè, đẩy cái ấy dơ ra, dốc xuống dưới. Thì mình phải có cái ống nước thì cái giò mình xịt vô đây, mình rửa mấy cái này. Còn cái vẻ này nó tự giặt lên được. Mình không phải động tay, mình cái này là mình phải ấy, phải rửa nè. Hồi bữa mới mua về ha, mình vừa đẩy lên xong cái mình bấm cho nó giặt liền. Còn bây giờ nó không thèm giặt nữa, nó chỉ sạc pin thôi. Là nãy giờ một nắp đó, giờ muốn nó giặt vẻ là phải rút cái ổ điện này ra. Là mình review chân thật như vậy nè, đấy.
có sao nó vậy rồi mình bấm nó mới chịu giặt giẻ. Hả? Lạ không? Tức là muốn nó giặt giẻ là phải rút cái ổ điện này ra mà sao game nó không có giặt. Thì coi cho nó giặt cho sạch sẽ chút xíu đi. Rồi tắt. Còn về cái độ khô thì nó chỉ có gáo thôi. Gáo thì nó cũng đỡ đỡ thôi chứ khô thì không hẳn là khô đâu. Rồi mình ghim vô để cho nó sạc pin nè. Đó. Thì có sao nó vậy. Trời ơi, người ta review người ta thấy chân thật. Review không phải lùa gà là review rõ ràng. Cái gì cũng khen. Khen quá sự thật là nó dốc rồi. Đó, chuẩn bị dọn cho tụi nó quanh kia ở. Mình chuẩn bị ngựa cho sạch sẽ thoải mái chút nè. Ai mà xây cái chuồng theo tôi thì rút kinh nghiệm nha. Đừng bao giờ xây xi măng non. Mà cái nó ướt ướt này nè, giờ phải có nước vô. Rồi đợi hồi mình cậy ra, cái này là cái búi lông cái chất nôn của mèo mà lâu ngày mình không để ý không thấy. Bây giờ cho cái xịt nước vô cái ba lô. Mà thôi xịt nước nó dặn. Cho nó ướt rồi mới ấy được. Trong nhà sạch cái là nằm nhõng nhẽo liền luôn. Bình thường cái nhà dơ mà mình đâu có để ý hết nổi tụi nó đâu. Đầu quýnh lộn, xì chét. Tắm đâu có sạch đâu. Con này gặp con kia quýnh. Mẹ quýnh con, chị em quýnh nhau. Ấy là lau gọn mấy cái đốm này nó ra không nổi nè. Phải kiếm cái dao cái gì nó bén sắc nhọn sẽ cậy được. Mà bữa nay chưa thời gian, từ từ. Bữa nay còn nhiều việc phải lo.